Chào bác Cầm, tôi mời bác Cầm chia sẻ. Hello, chào thơ quan, chào tất cả mọi người ở dưới. Thì hôm nay mình lên mình chia sẻ một cái tin, mà cái tin là hy vọng cái tin này là tin đúng và thật. Ở đây thì để cho mình coi, hy vọng khi cái tin này xảy ra thì mình cũng bàng hoàng, mà bàng hoàng có nghĩa là trong một cái sự vui mừng. Cái chuyện này thì không sớm thì chạy, thì hôm qua thì bố lên cái like của thơ quan bấm đã nói rồi, nó có những bố rồi, nhưng mà cái điều hy vọng cái tin này là sự thật. Ở đây là mình nói là cái đây là tin không kiểm chứng nha, nhưng mà cái tin này nó có cái lý do để mình tin, bởi vì ngày hôm qua mình đã nói rồi. Ở đây thì cái ở Moscow ngày 4 tháng 5 này, theo hãng tin TASS nè, tổng thống Ukraine đã rời bỏ đất nước và hiện nay đang ở Ba Lan, là người phát ngôn viên của cái bang này nè đó. Thì theo ông, nhà lãnh đạo của Ukraine đã rời Ukraine và đã các phó tướng của ông ấy đã cho rằng là không biết ông ấy ở đâu, nhưng mà nghe ra ở Ba Lan rồi. Thôi được rồi, chuyện nôm na là như vậy đi, như vậy. Các con nghe rõ không? Dạ nghe Nghe rõ bác. rõ mà. Ok, hy vọng cái chuyện này nó xảy ra đúng sự thật. Ở đây là nguồn tin không kiểm chứng, nhưng mà mình thấy nó có vẻ gần gần như là đúng, là bởi vì cái kết cục thế nào nó cũng phải là vậy thôi. Một là ra đi, hai là bị chấp nhận bị giết thế thôi. Thì nó cũng na ná, nó cũng giống giống như ông kiểu như là ở Việt Nam bình thường mà chứ 75 thì đó thôi, ông thầy thế thôi, bắt buộc phải ra đi thôi, bởi vì nó là như vậy, nó ná. Thì hy vọng là cái tin này nó là đúng là sự thật. Thì khi mà đúng là sự thật thì không còn lý do nữa mà sẽ là chiến sự nữa, và người dân Ukraine sẽ đỡ mất mát và sẽ bị ít người bị giết, có nghĩa là bị giết lầm hoặc là có những cái sự, những cái tiếng nổ, những cái tiếng súng ở trong cái đất của Ukraine. Bố nói như vậy. Nhưng mà từ hồi xưa tới bây giờ, Ukraine trong lúc và thời gian từ hồi để nhị tý đến bây giờ, họ chưa hề biết đau thương đất nước, họ chưa hề bị cái chuyện mà tàn phá của chiến tranh. Có thể là trước năm năm 1945 mà đi nhị thế chiến thì mình không nói, mình không tính. Nhưng mà sau bắt đầu kết nạp từ vấn đề Liên Xô cũ cho đến khi mà ly khai ra, họ chưa bị một cái sự thảm họa của chiến tranh là như thế nào cả. Mà trong khi đó họ là một đất nước mà di sản của Liên bang Xô Viết để lại cho họ rất là nhiều. Mình đây mình không có nói được, nhưng mà ngay từ phút này, nếu mà đúng mà như cái lời mà bố và bố tiên đoán á, mà cái chuyện là xảy ra sự thật như vậy á, thì đó là một cái sự hạnh phúc cho cái dân Ukraine. Ở đây mình không có nói chuyện ai đúng ai sai, nhưng mà mình nói là cái này là chấm dứt chiến tranh, và trong cái sự mà ông đã bỏ ông ra đi nước ngoài cũng như đi lưu vong á, thì những đất nước Ukraine ngừng tiếng súng và ít người bị chết nữa. Cái điều đó là cái điều quan trọng, và bắt đầu từ đó sẽ là một hình chính phủ khác. Tao nghĩ là Liên Xô không bao giờ lấy Ukraine hay cả, nhưng mà khi giải phóng trong và rồi lập thành phần đội cát cái gì đó tao không biết, nhưng rồi người ta sẽ rút quân về, người ta không có chiếm. Tao tiên đoán là vậy, không biết đúng hay là sai, nhưng mà tao tiên đoán là như vậy. Hình như tao tiên đoán cái gì hơi khá khá 50-60%, tao không biết, nhưng mà cái điều này sẽ là vậy. Thì hy vọng thì cái ông này ông ra đi mới tốn thể sáng là bữa nay phải không? Đúng rồi không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mới mới buổi sáng nay thì cái tin này là tin mới, thì là bố lên, bố lật là bố lên, bố thông báo cho các con biết. Thì hy vọng cái tin này là tin thật. Thế như là coi như là cái chiến sự của Ukraine nó gần như là chấm dứt, còn cái hậu quả chiến tranh thì đương nhiên là cái Ukraine nó phải chịu rồi. Nhưng mà cũng giống như là thằng Trung nó nói, nó không phải đánh nhau ở đồng trống mà nó đánh nhau trong cái đất nước Ukraine, thì cái dù bố gì không là cái Ukraine nó phải chịu thiệt hại nặng nề Đúng rồi. vì cái sự tàn phá của chiến tranh. Cái chuyện là chuyện đương nhiên, thằng Liên Xô chẳng mất mẹ gì, nó quýnh nước khác mà, nó đâu vô nó quýnh trong trong nước đâu. Thành ra vì cái hạ tầng cơ sở không bị thất thoát. Bây giờ vì Ukraine mà muốn phục hồi lại tình trạng như cũ tệ lắm, phải là 30 năm. Mày thấy chưa? Để cho nó hiểu được là bầu một người tổng thống mà không làm tròn trách nhiệm dẫn con đường dân người dân họ vào đất nước trong chiến tranh, thì cái hậu quả là nó như vậy. Nó không phải một ngày mà tới 30 năm. Đó là cái đầu óc ngu si của cái người lãnh đạo. Ở đây người dân Ukraine ta không 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 màng nó tới, mà ta chỉ nói là
ở đây có một cái người mà làm lên là làm lãnh đạo mà đi dân mà đưa đất nước họ vào chiến tranh không đáng có, thì cái người đó là tội đồ của dân tộc. Ta nói đơn giản vậy thôi, tao không nói gì kìa. Nếu mà hy vọng mà thực sự là như vậy thì tao quá mừng. Mặc kệ, mất quá mừng ở đây, quá mừng là cho người dân Ukraine không còn di tản nữa, không còn đi ra nước ngoài sống nữa, không còn với lưu vong nữa. Ok, thì bố có những lời vài lời chia sẻ với con là những cái tin mới vậy thôi. Ok, rồi có gì bố xuống cho Hồng Trung có lên đó thì Trung có tiếp lời đi con. Ok, dạ, con chào bác. Là cái vấn đề Nga, Ukraine thực hiện cái việc phát súng, phát khoảng 18.000 khẩu súng cho người dân để thực hiện cái chiến tranh nhân dân. Thế nhưng cuối cùng rồi lại gì ạ? Cuối cùng lại gây ra những cái vấn đề là các cái vụ thanh toán, ân oán cá nhân, mâu thuẫn băng nhóm, hay là hận thù sắc tộc, hay là cướp bóc, hôi của, vân vân cả. Nó gây ra những cái cảnh mà đáng buồn cho người dân Ukraine. Chưa hết thì ông ta còn, ông Tổng thống ông còn ân xá cho 3.000 tội phạm hình sự để họ có cơ hội thể hiện cái lòng yêu nước, nhưng mà kết quả là các cảnh sát, thẩm phán, công tố viên trốn sạch, bởi vì những người đó là có liên quan đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử những cái phạm nhân này. Cho nên khi mà được phát súng thì dĩ nhiên người ta cũng phải thủ thế cho người ta, thì người ta cũng đã phải trốn. Nên là thực tế trên các cái phương tiện truyền thông đã đưa tin thì chúng ta có thể thấy được. Thấy được là cái đất nước Ukraine thì đã bị chia rẽ sâu sắc, một cách là sâu sắc ngay trong lòng nội bộ Ukraine. Đó là cái mà chúng ta cũng cần phải đề cập, đồng thời là cũng phải cảnh giác trước những cái thành phần mà nó luôn kêu gọi đấu tranh đấy, mà nó luôn muốn người Việt Nam chúng ta là phải tiến hành biểu tình, bạo loạn các thứ đấy. Nó là cái mục đích nó là như thế, nó rất là hỗn loạn khi quốc gia đã xảy ra chiến tranh. Thế nhưng mà ngay chính trong lòng quốc gia đó cũng đang là một mớ hỗn độn mà không thể giải quyết được. Nó cũng là một cái để chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải suy ngẫm. Chúng ta nhắc lại cái vấn đề Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chống lại nước Nga. Thì chúng ta nhìn nhận lại là trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chỉ cần một thành viên người ta không bỏ phiếu, có nghĩa là bỏ phiếu chống, người ta không đồng ý, thì cái nghị quyết đấy nó không có tác dụng. Bởi vì sao? Đó là quyền phủ quyết của một trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đấy. Và đó cũng là một cái quy định, đúng không? Quy định hay chúng ta hiểu hôm nay đó cũng là một cái luật chơi của Liên Hợp Quốc, đúng không? Thì đó là luật chơi mà, luật chơi là họ đưa ra đó. Thì vậy tại sao không lên án cái nước mà đưa ra cái quyền phủ quyết đi, đúng không? Chúng cũng vậy không? Mà tại sao là đó không lên án đó, mà lại lên án Việt Nam chúng ta bỏ phiếu trắng? Đó là một cái mà chúng ta thấy được là gì? Em vẫn nhắc lại, đó là gì? Đó là quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh. Đúng rồi. Nó thể hiện rất rõ. Bởi vì sao? Bởi vì theo như lời của bà đại diện bà nói là Việt Nam là phải thể hiện cái quan điểm rõ ràng, đúng không ạ? Đấy, để gì ạ? Đây là cái vấn đề trật tự quốc tế và luật pháp quốc tế. Thế thì trước đây, đúng không ạ? Hai cuộc chiến tranh của Mỹ và NATO vào Iraq, rồi là Libya, rồi là Syria, rồi là Afghanistan. Đây là những đất nước người ta có độc lập, có chủ quyền, có lãnh đạo quốc gia đó. Và các anh cũng đã tìm cách, các anh xóa sổ cái chính phủ đó, các anh lập ra một chính phủ khác theo quan điểm của các anh. Thậm chí các anh còn đuổi cùng giết tận những cái người lãnh đạo quốc gia đó. Đấy, và các anh còn rất là dã man khi những cái hình ảnh đó đã được lan tràn trên các phương tiện truyền thông. Và các anh ca ngợi là các anh đã tiêu diệt được khủng bố, hay là tiêu diệt được cái
chính phủ gọi là độc tài hay là chính phủ phát triển vũ khí giết người hàng loạt. Thế nhưng bằng chứng các anh đưa ra thì không có. Thế thì ai là người, đúng không ạ? Tổ chức nào lên án các anh? Liên Hợp Quốc nào bỏ phiếu trừng phạt các anh? Không hề có. Và gì? Và cái đó nó có phải là trật tự quốc tế không? Và cái đó nó có đảm bảo là luật pháp quốc tế không? Khi mà Mỹ và NATO vươn tay ra tất cả các nước như vậy. Đấy. Rồi là gì? Gần đây nhất đó là cái việc là ở vùng Donbass của Nga là hai tỉnh ly khai. Thì trong 8 năm từ năm 2014 diễn ra thì giữa cái chính phủ hai tỉnh ly khai này và chính phủ Ukraine đã xảy ra rất nhiều cuộc giao tranh khiến cho khoảng hơn 14.000 người thiệt mạng. Hơn 14.000 người thiệt mạng. Mà cái bài này thì em nhìn thì nó giống giống. Nó giống giống là gì? Giống giống là Mỹ và NATO. Khi các anh không ưng một quốc gia nào thì các anh ủng hộ phe đối lập. Sau đó là các anh hoặc là công nhận các cái vùng đất ly khai, rồi các anh tạo thành một cái chính quyền ở đó, rồi các anh đưa quân sang, các anh gìn giữ hòa bình và cuối cùng là các anh đánh phá đất nước người ta. Thì cái đó nó có phải là cái trật tự quốc tế không? Nó phù hợp với luật pháp quốc tế không? Rồi là gì? Rồi là cái vấn đề Cuba đấy. Vừa rồi chúng ta xem thấy đúng không ạ? 187, 184 hay 187 nước ủng hộ cái vấn đề là lên án Mỹ là cấm vận Cuba. Thế nhưng mà chỉ cần trong đó có Mỹ và đồng minh bỏ phiếu là ngay lập tức cái nghị quyết đó nó không có tác dụng. Nó không có tác dụng. Nó không có hiệu lực. Và Cuba đến nay vẫn bị cấm vận. Thế thì nói tóm lại vẫn là gì? Vẫn là cuộc chơi nằm trong cây tay kẻ mạnh và những liên minh người ta đã soạn thảo ra cái luật chơi đó để người ta áp đặt lên các quốc gia nhỏ hơn. Thế nên cái vấn đề Việt Nam mình giữ trung lập trong cái vấn đề Nga và Ukraine là thể hiện quan điểm rất rõ ràng trong đường lối ngoại giao của nước chúng ta từ trước cái này, chứ không phải bây giờ đến nay mới thể hiện. Cái vấn đề nội bộ, bản chất, nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan trong vấn đề Nga và Ukraine xảy ra xung đột, chúng ta không thể biết rõ ràng. Nên chúng ta làm sao thì có những cái nhận xét nó phù hợp, nó thích đáng và cũng phải cảm nhận được cái khó khăn đấy, không của riêng đất nước chúng ta mà kể cả phải, chúng ta cũng phải nghĩ đến đặt mình vào cương vị của những vị lãnh đạo đảng nhà nước khi người ta cầm lá phiếu mà định đoạt cái vận mệnh quốc gia dân tộc thì nó quan trọng như thế nào, đúng không? Chứ không phải là chúng ta nghĩ theo một cách cảm tính để chúng ta thể hiện cái tôi hoặc là cái chủ nghĩa cá nhân của chúng ta để đánh đổi với quốc gia dân tộc. Là theo em nghĩ cái vấn đề đó nó không phù hợp và vượt quá tầm người dân khi chúng ta thể hiện cái quan điểm tự do của chúng ta thì có thể em nghĩ nó hơi quá. Cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe.